Liên quan đến những nhà hàng homestay sai phép tại xã Quảng Công mà Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đã phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã có công văn yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Quảng Công rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình cho thuê đất đai đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ven biển xã này. Với các trường hợp cho thuê đất không đúng quy định hoặc từ lần chiếm đất chưa sử dụng để xây dựng cơ sở kinh doanh thì khẩn trương lập biên bản đình chỉ việc cải tạo, sửa chữa, cơi nới và tạm ngưng việc kinh doanh, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 30 tháng 5. Ủy ban nhân dân huyện giao trách nhiệm cho Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở đã đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào kinh doanh dịch vụ và các cơ sở đã triển khai xây dựng tại các khu vực ven biển xã Quảng Công. Trong đó rà soát cụ thể từng loại đất, nguồn gốc và các hồ sơ pháp lý có liên quan. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 20 tháng 5. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đề nghị Phòng Kinh tế Hạ tầng phối hợp với xã Quảng Công tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu dịch vụ du lịch ven biển để có cơ sở lập thủ tục đấu giá cho thuê đất phát triển dịch vụ du lịch theo đúng quy định. Trước đó, qua tìm hiểu của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Quảng Công giao đất không qua đấu giá, không có hợp đồng thuê đất cho một số cá nhân xây dựng các nhà hàng, homestay kinh doanh trên vùng biển An Lộc. Cụ thể có ít nhất 5 khu nhà hàng, homestay đã và đang được xây dựng trên các khu đất mà Ủy ban nhân dân xã giao trái thẩm quyền, gồm có An Lộc Beach, Icon Beach, Quảng An Bình, Minh và Miền Cát Trắng.